Đoạn clip ghi lại cảnh tượng đặc biệt trong một đám cưới. Theo đó, cô dâu chú rể đang đứng trên sân khấu đón chờ phần trao quà cưới từ người thân. Có lẽ, vì quá xúc động trong ngày chị về nhà chồng nên ngay từ khi bước lên sân khấu, chàng trai không cầm được nước mắt. Cậu đứng tần ngần, lấy tay lau nước mắt rồi mới mở được hộp nhẫn, trao quà cho chị. Cô dâu cũng khóc nức nở trong màn trao quà của cậu em trai. Chú rể cũng bắt tay cậu em vợ đang vô cùng xúc động. Cậu em trai khóc khi lên sân khấu trao nhẫn cho chị. Nhiều bình luận tỏ ra đồng cảm với cặp chị em trong clip. Đúng là chỉ đến khi chị gái đi lấy chồng, tình cảm chị em đậm sâu thế nào mới bộc lộ rõ. Ngày cưới thật sự có quá nhiều cảm xúc, không chỉ với cô dâu chú rể mà với cả những người thân của họ nữa. Giống mình quá, hồi cưới chị chẳng hiểu cảm xúc ở đâu mà cứ khóc hoài không kìm được nổi. Bình thường hai chị em ở nhà chí chóe nhau lắm nhưng ngày chị đi lấy chồng xa, ai mà chẳng xúc động cơ chứ, một cô gái bình luận.